Lại xe ô tô khách loài 2 chỉnh chỗ này đang chở khách lưu thông trên tuyến quốc lộ 1A đoạn km 643 cộng 700 thuộc địa phận thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch thì thực hiện chuyển làn đường nhưng không có tín hiệu báo rẽ. Vi phạm này đã bị lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh thực hiện nhiệm vụ trên tuyến phát hiện và lập biên bản xử phạt. Lái xe khách chuyên chở khách đi từ Ba Đồn vào Huế, theo để ý nhìn xe bên trái đường nên chỉ là xe vào đông quá, mình quên bật xin nhắn nên chỉ là mong các tài xế cố gắng chấp hành đầy đủ mọi luật pháp trên đường để được tốt hơn. Thực hiện kế hoạch số 300 ngày 8 tháng 3 năm 2024 của Cục Cảnh sát Giao thông về tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Bình đã tập trung xử lý 5 nhóm chuyên đề gồm vi phạm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, cơi nới, thùng xe và chở quá vạch dầu mỡ nước an toàn, điều khiển xe chạy không đúng tốc độ quy định, vi phạm quy định về tránh vượt phân đường, làn đường và không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, sử dụng các loại giấy tờ giả liên quan đến người điều khiển và phương tiện. Hàng ngày sẽ là tập trung bố trí 8 tổ công tác 24/24 bám sát tuyến địa bàn. Hàng đêm thì sẽ có 2 tổ chuyên đề của lực lượng 141 tập trung xử lý lỗi nồng độ cồn, ma túy và các hành vi vi phạm khác. Việc xử lý vi phạm các chuyên đề được thực hiện thường xuyên, liên tục, nghiêm minh, linh hoạt, hiệu quả với tinh thần tuyệt đối thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ để răn đe, giáo dục, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành các quy định pháp luật của người tham gia giao thông. Đồng thời, phát hiện những tồn tại bất cập để kiến nghị các biện pháp nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Về cái kế hoạch 300 thì chúng tôi là rất nhiều chuyên đề, có cả chuyên đề tốc độ này, đi xe phân đường này, rồi cân trọng tải này, cơi nới thành thùng xe này, tất cả các chuyên đề đó chúng tôi đều phải có kế hoạch và duy trì các tổ tuần tra trên tuyến quốc lộ 1A là 24/24. Ngoài các cái tuyến loa có tuyến của phòng quản lý, trong khi thực hiện kế hoạch này thì đội tuần tra kiểm soát số 5 đã bố trí toàn bộ lực lượng và tăng cường thêm với công an cấp huyện để cùng phối hợp để xử lý các cái chuyên đề này, và chúng tôi làm rất quyết liệt. Những cái lỗi sai phân đường rồi lỗi vi phạm tốc độ đều có sử dụng bằng máy nghiệp vụ được bộ công an cấp và được kiểm định. Ngoài ra không có vùng cấm về cái vấn đề này. Nếu mà vi phạm thì chúng tôi mà không đón dừng được thì chúng tôi có biện pháp là phối hợp với cái đội xử lý vi phạm sẽ thông báo nguội đến với các cái phương tiện bị vi phạm. Ngoài lực lượng cảnh sát giao thông, công an tỉnh, công an các đơn vị địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, tuyến, địa bàn, phân công phụ trách cũng triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, huy động thêm lực lượng cảnh sát khác để thực hiện kế hoạch số 300. Lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật, quy trình, chế độ công tác, điều lệnh công an nhân dân, văn hóa ứng xử khi tiếp xúc với nhân dân, nghiêm cẩm can thiệp vào quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm. Thủ trưởng công an, các đơn vị địa phương liên quan phải chịu trách nhiệm nếu để tình hình trật tự an toàn giao thông phức tạp và tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.